giờ thấy nó ra không? Không. Ừ, đúng rồi. Sau cái đợt này là nó đỡ được lâu lắm, đỡ được 6 tháng. Sẽ bị đây. Nên là cái gì đấy là tai hay cái lỗ tai mình thấy dương ấy thật ạ. Chứ cứ mặt cái ì ra xong rồi đầu óc lo lo lắng lắng ấy, thì là nó không tốt đâu. Cây này cái hoa gì nhỉ? Cái gì đấy? Trung đại là cái hoa gì? Không, cái hoa đây nhỉ? Trên trong cái hoa gì trung đại? Đỏ đỏ. Trung cái giả ấy nhỉ? Cái thật chứ hả? Tưởng là mất cái lớp vỏ ngoài. Nó phải đường tháng.
Tất nhiên thì sau này nó sẽ, nếu như mà một tuần nó sẽ xấu. Mọi thứ nhé là phải tuân thủ theo cái hiệu lệnh của người công an giao thông. Đèn lúc ấy không có giá trị nữa. Đã có ông công an giao thông thì mọi hiệu lệnh của họ là quan trọng nhất, phải theo. Còn nếu không có công an giao thông thì lúc đấy các cái tín hiệu đèn mới có giá trị. Không phải xã hội nào cũng thế này, nó vẫn phải có một. Bởi vì người ta không có cái này hết. Rồi. Bây giờ là cứ theo mà cho nó lành. Trừ cái gì mà nó nguy hiểm quá, chết người thì mình phải cân nhắc, không có thể theo được thì thôi. Nó cũng là, bởi vì ông cũng đang nhìn thấy đằng sau là đang tắc mà. Đang tắc đường mà mình mà cứ đợi đến đèn xanh đèn đỏ nó tắc hết. Chỗ này tắc lắm. Ừ, chỗ hay tắc. Đúng rồi. Cho nên là mình phải giúp họ thôi. Tết tiếc này nó hay tự nhiên đi tắc đường. Bây giờ nó có đưa cái quảng trường ra nó làm chợ hoa không? Ở Thái? Vâng. Nó lấy quảng trường làm chợ hoa như mọi năm thì...